Xin chào cả nhà, em chuẩn bị xuống tàu xuất phát. Ôi trời, cái đẹp thế. Chúng em xuống tàu để đây chị quay ra ngoài đây đâu em nhờ chị ra ngoài đây, em quay đấy để bác ra quay. Ok, con quay không? Nhiều cá lắm. Đây xuống tàu là có món ăn tráng miệng. Ai? Em cũng xây xe xây sống. Thuyền em ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền em ra khơi có ngày chỉ mưa nắng mơ hồ. Trên đón thuyền này ơi, sóng biển đang quên tên em đi. Đây là đoàn của chúng em nha. Đây là dẫn cuối phiên còn có thêm nước muối ạ, cũng như là có cả trà bí đao ạ. Trên này thì có thêm cà phê và trà bí nha ạ. Để các cô chủ kênh thị ra có nguồn cung ở trên cái bát để di chuyển lên đấy nhá. Em chuẩn bị xuất phát từ bên cổng chùa sang chùa bên kia. Chùa bên kia nếu mà tính theo đường thẳng thì chỉ có 2 cây số thôi, nhưng nếu mà theo đường vòng từ ở ngoài cổng chùa mà đi vòng theo đường núi bên kia, đây là núi này, hướng thuyền này rồi đấy, vòng theo núi sang đến bên kia là cái chùa Tít Mồ bên kia, cả nhà nhìn thấy không, là nó phải là 5 cây số, nhưng nếu mà đường thẳng ở đây sang bên kia là đi tàu thủy này á, đi tàu thủy này là chỉ là 2 cây thôi. Để khi mình mua vé rồi thì lên tàu thì có, trong thời gian mà tàu chuyển bánh rồi đi sang bên kia ấy, là có món ăn tráng miệng như này, trái cây này, bánh này. Đây là kẹo này. Đây là nước trà. Chưa ngon. Và các nhân viên, các dẫn hướng dẫn viên ở đây là rất là nhiệt tình nhé. Nhiệt tình lắm. Dịu dàng. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Ôi cái mùi đón mùi đón. Đây là chị Xui. Đây hai chị Xui này. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Lại con ơi, đi ơi. Đấy. Đây là chị gái mình. Còn đây là chị Xui.
chị đây mới lại chị này là hai chị xui ra với nhau. Mời cả nhà ăn trái cây của mình nha. Mời cả nhà ăn trái cây. Đây là hồ Tam Chúc nha cả nhà, rộng mênh mông luôn, rộng như hồ Núi Cốc. Thuyền em ra khơi khi chân mây ưng hồ, thuyền em ra khơi có ngày chỉ mưa gió. Đẹp quá. Đây là đội nhà em nha. Nha. Gì đấy? Bao gồm 4 khu chức năng đấy ạ. Trong đó có khu chức năng chùa Tam Chúc nằm phía bờ bên kia của hồ nước ạ. Để gần tới địa thế tượng sơn núi thủy ạ. Nghĩa là lưng của chùa tựa vào núi vững chãi và mặt của chùa nhìn về hồ nước ngọc vân vân. Đây là đang thì đi thuyền sang chùa Tam Chúc nha cả nhà. Diện tích của hồ nước lên đến 600 hecta và cũng được xếp là một trong những hồ nước có diện tích lớn nhất Việt Nam đấy ạ. Và chúng ta có thể gọi hồ nước bằng hai tên gọi ạ. Tên gọi thứ nhất đó là hồ Tam Chúc và tên gọi thứ hai đó là hồ Lục Nhạc ạ. Lục ở đây có nghĩa là sáu, nhạc là chuông. Và mình có thể đến tượng giữa lòng hồ nước có 6 ngọn núi lá vôi có hình dạng như 6 quả chuông út. Và như bạn du khách về đây tham quan, người ta thường hay ví Tam Chúc với Hạ Long thu nhỏ hay là Hạ Long trên đạn đấy ạ. Vâng, và như quý đoàn ạ, chùa Tam Chúc được lên ý tưởng xây dựng từ năm 1999 ạ đến năm 2006. Ở chùa Tam Chúc ấy, chùa Tam Chúc Hà Nam. Đấy, lần sau về đi nhá. Chúng em đi hôm nay chị Xu Sa chị đi. Chị Xu Sa đưa đi đây. Đấy. Đến đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 vừa rồi ạ. Đã đón tiếp hơn 1.500 công vị lãnh đạo giáo viên hướng dẫn viên hơn 100 quốc gia khác nhau cùng với hơn 10.000 Phật tử nhân dân Việt Nam. Đấy ơi đẹp lắm gái ạ. Đây này chùa Tam Chúc để chuẩn bị tới này gái. Chùa Tam Chúc là qua một cái hồ. Cái hồ xong rồi đi sang chùa. Còn đi đấy mới là cổng chùa này gái. Thì chùa Tam Chúc đã bắt đầu nổi lên và thu hút rất là nhiều du khách trong và ngoài nước về đến tham quan thắp hương chiêm bái chùa Tam Chúc kể từ năm 2019 ạ. Và công trình chúng ta vừa trò chuyện thì ngoài tên gọi là nhà Vê Sắc Ga thì chúng ta còn gọi được bằng các tên gọi khác nhau nữa, tên gọi khác nữa, ví dụ như là trung tâm
hội nghị quốc tế hoặc là nhà thủy tinh hoặc là tôi đón tiếp đều là những tên gọi để gọi công trình vừa rồi. Và công trình khu du lịch công viên chùa Tam Phước thì là một công trình rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Đây là ngôi chùa từ địa phận đi qua Hà Nội. Tên giáo lớn trên thế giới đấy ạ. Tên giáo đầu tiên qua Hà Nội tên giáo chủ đạo địa phận giáp Hà Nội. Tên giáo thứ hai đó là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà sau này là nó sẽ sáp nhập vào Hà Nội. Bây giờ hình như sáp nhập rồi. Nó sáp nhập vào Hà Nội rồi. Đẹp lắm. Đó chính là Hindu giáo bên đất nước Ấn Độ đã trực tiếp sang chùa Tam Phước và xây dựng lên chùa Ngọc là điểm cao nhất, là điểm cuối cùng. Để mấy cái núi kia làm cái giống ấy, giống vịnh Hạ Long rồi, giống như em đi ra là một việc thuộc lệ trình tham quan của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đã định vào trong tỉnh làng Nam Trúc. Quay yếu. Không được đứng ra ngoài đâu ạ. Không được đứng ra ngoài đây hả? Chiếc cầu qua suối qua hồ này. Đây là hướng dẫn viên của gia đình. Đây là hướng dẫn viên của gia đình này. Thế mình sẽ sang bên kia. Thì xà bông hết, chưa có tiền mua, có mà đi ỉa. Bao giờ tôi mới biết, không dám ước điều gì. Không lên, họ không cho lên. Họ không cho lên.
cho lên, đi xuống đi, đi xuống. Không được đứng ra ngoài. Lên tầng 2. Lên tầng 2 được đứng ra ngoài. Dạ vâng. Nó có cái sàn đúng không? Lúc lên tầng 2. Trời ơi, đẹp thế. Ở trên tầng 2 nó thoáng hơn. Ừ. Quay được góc, quay được góc rộng. Ủa thế là cái chùa đây của nó? Hai nó như tàu trên kia đấy. Đúng rồi, thế bây giờ là thuyền đây là đưa khách đi đi chỗ nào? À, đây là vào đình. À vào đình nhỉ? À? Vào đình 15 phút xong thì quay lại tàu. À vào đình đây hả? Vâng. À thế là chùa thuyền thì mới đưa khách vào đình này. Đây là cái đình. Xong rồi bắt đầu mới sang chùa bên kia. Vâng. Xong vào đình xong sang mẫu bên kia để vào chùa sau. Ồ. Thích nhỉ? Tàu khoảng trên hồ này là khoảng 50 đến 60 phút rồi thì mới sang đến chùa chính. Ờ thế à? Đó, bắt đầu tới đình nha. À đây trên tầng trên nó như cái kia đấy hả? Có bàn ghế trên đấy là đây là trưởng đoàn chị Hiền. Chị Hiền à? Chào chị Hiền nhá. Đây là trưởng đoàn. Đi đi con, đi trước đi. Lên đình chị à, đi đẹp lắm. Đây đây là đấy cái nhà mẹ hay, nhưng mà nó phá mất cái cổ gỗ rồi. Cổ gỗ thế, cổ gỗ bên kia là cái gì? Cái con gấu đây. Cái gì? Con vừa cầm mũ của mẹ con đang rơi rồi. Chị. Dạ vâng ạ, và hiện nay thì khu vực chúng ta đang đặt chân là một hòn đảo nhỏ với diện tích là 4.000 m². Và công trình đình chúng ta nhìn thấy ở đây thì đã được trùng tu lại vào năm 2013 đấy ạ, trên nền diện tích của đình cổ cũng như là giữ lại phong cách truyền thống của đình làng cổ Việt Nam ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng ạ, các cô, các chú, các anh chị, chúng ta có thể là di chuyển vào công trình đình chính ở dưới đây nhá, để chúng ta thực hiện nghi lễ tâm linh là chiêm bái thành hoàng người ta quản vùng đất tại vùng đất này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trong đình đấy ạ.
với ông ra đây nè. Chết! Gọi nãy giờ biết à? Xuống có cái cầu đẹp lắm này ạ. Có cầu đẹp lắm. Ủa? Mau lên, thời gian ít. Chụp đi. Lóa lắm chị. Lóa lắm à? Lóa là mình phải ngoảnh đằng kia xem có. Thật. Ngoảnh đằng kia kìa. Đẹp à? Đây được mà. Không lóa được. Không để nữa nó đó. Đấy hai chị cháu đứng vào đi để chụp nè. Hai chị cháu đứng đằng kia đi để chụp nè. Hai chị cháu ôm nhau cái chỗ nào? Không phải. Đó đẹp đó, đứng đó đi. 15 phút đi thôi. Đứng nó đẹp đó, chị đứng đi. Hai chị đứng vào đi để em chụp. Hai chị đứng vào. Nó vẫn nối sang tới bên cái bên kia. 15 phút thì đi làm gì được hết. Mày chụp ông chụp bà chụp ông. Chị đứng vào chỗ con đi. Thế nào? Con ở giữa. Đâu? Để đến nào, đây chụp đi cho hai chị đứng vào đi để chụp. Thì em với chị chụp. Hai chị đứng vào đi. Thế đừng đừng. Lấy cả cái cầu. Như đây, đi vào đây lấy chéo đằng kia đây. Đây đây đến này. Này được. Hả? Lấy hết cả cây cầu gì? Không, lấy cái đường này đâu. Lấy cái đường này đâu con. Thế nào? Mẹ đứng đấy. Đấy góc bên kia đẹp kìa, chị ơi, lấy đằng kia. Hai cầu. Xong mình đứng xa nhau thôi, mình đứng gần lại. Thôi, bị nó hay là cho con nhìn nó thôi. Cho con nhìn nó thôi. Phải đi về mới ấy được bây giờ ở đây. Thế chụp quay lại này thì rõ hơn, Nhưng mà phải lên tít trên kia. Đi lên mãi trên kia đi. Đi mãi kia chụp quay lại này. Mà. À. Mình chụp. Ừ. Ui, đẹp quá. Giáp Văn Điệp ơi. Mình đang ở chùa Tam Trúc. Hà Nam. Nào, hai chị quay lại đây nào. Hai chị quay lại. Đấy, quay thế này đẹp hơn. Chúng em quay cái này đi. Cái quay kia ấy lại sáng hơn. Không xong quay mà ta chụp. Ừ, chụp. Chụp kéo lại. Có bị lóa không mẹ? Không đẹp hơn. Đi đi. Hai chị cháu đi đi. Đi. Chia nón lên đầu đây. Không quá cái khẩu trang này. Thế đây. Con đeo khẩu trang, con sổ, con chê. Được không? Quay à? Con mẹ với gì đứng ở cái góc này con chụp ảnh chú rất cảnh này nhá. Rồi. Chụp cho gì mà kiểu riêng nào? Đi đứng ở góc
này hả? Thế đứng để chân này đẹp hay để chân kia đẹp? Đấy, để kiểu đó chị ạ. Thế nào? Thế này nhá. Để này hả? Rồi đi rồi, đi người ta đi rồi. 15 phút rồi đấy. Con mạ đâu ngồi đấy thế? Đi đi đi. Đâu mà bay mẹ nón xuống ấy xuống. Hả? Chán. Bắt đầu chúng em về. Ôi nhá gái à. Em lại ngưng ở đây một lúc, lên thuyền em quay tiếp nhá, để em bọn em chạy tiếp để xuống cho kịp giờ lên thuyền. Nó chỉ cho 15 phút thôi. Đi lên đây ngắm cảnh ở cái đình này thôi.